Linh bắt đầu học piano từ lúc 4 tuổi. Nhưng chính thức học đàn từ năm như 7 tuổi. Mình học hôm nay từ 5 tuổi. Mình học hôm nay từ nhỏ, là bố cho Linh gõ phím đàn cho nên rồi. Và nghiệp của mình khi nhỏ thì ba mẹ định hướng cho Như, và sau khi ba mẹ hướng cho Như đến rồi thì Như cảm thấy rất là yêu thích nó. Khi lúc còn nhỏ thì chị gái của mình đã chơi đàn piano và mình nhìn theo mình có thể đánh lại được một số bài rất là ngắn, và vì thế nên mẹ nghĩ rằng mình có khả năng và mình đã chọn piano và học cho tới bây giờ. Hồi nhỏ mình thích cái đàn piano lắm, mình thích cái âm thanh tách ra của nó nhẹ nhàng nên mình rồi mẹ mới cho mình đi học đàn piano. Còn mình thì chắc là mình có duyên, khả năng khiếu với bộ môn này hơn là thí dụ những nhạc cụ khác, ví dụ như guitar, violin. Mình thấy mình không hay bằng đàn piano. Nhỏ lúc mà mình đi học á thì phải đều đặn thường xuyên mỗi ngày tập từ 4 đến 5 tiếng. Nhưng còn bây giờ đi làm thì chắc là 1-2 tiếng là đã quý giá lắm rồi. Ít nhất một ngày lên tập là 1 tiếng. Là classic. Có các thời kỳ và các thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng đối với Linh mà thời kỳ âm nhạc mà Linh thấy thích nhất đó là thời kỳ âm nhạc ấn tượng, và Debussy là một trong những biểu tượng âm nhạc mà Linh yêu thích. Mình thích những vũ điệu, giai điệu Latin nóng bỏng và những giai điệu của pop nhẹ nhàng. Còn mình thì thích nhạc blues hơn vì nó cho mình cảm xúc và cái sự feel nhiều hơn. Mình có hay tập nhiều vào buổi sáng. Đối với Linh á thì học piano vui nhất là trước khi ngủ. Sau mỗi ngày làm việc, mỗi buổi tối như có thời gian rảnh rỗi. Có lẽ mình sẽ trở thành giáo viên tiểu học. Vậy mình tại vì mình thích dạy và chơi với con nít lắm. Còn mình thì sẽ chắc trở thành một huấn luyện viên, một bộ môn thể thao đó, ví dụ như leo núi chẳng hạn. Thật sự như chưa có nghĩ đến, bởi vì nó giống như một cái duyên, nó đưa mình từ nhỏ, nó định hướng cho mình từ nhỏ. Nó theo mình từ khi ấu thơ cho đến lúc tốt nghiệp và ra trường đi làm, thì càng làm như càng thấy yêu thích nó, cho nên như chưa hề nghĩ là như thế nào một cái nghề gì khác ngoài piano. Nếu các bạn đã xem MTV Việt Nam thì các bạn thấy ngoài là một cô giáo ra thì Linh là một người dẫn chương trình, là một VJ. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, Linh sẽ luôn luôn là một cô giáo dạy đàn.